Chào mừng toàn thể chiến binh 2K3 đến với cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu Đỗ Đại học 2021. Trong cuộc truy tìm này, 2K3 sẽ gặp phải vô vàn khó khăn thử thách không thể lường trước. Để chiến thắng và giành được kho báu Đỗ Đại học 2021, các chiến binh cần nghe kỹ những hướng dẫn sau đây. Hành trình của chúng ta sẽ khởi hành từ các trường trung học phổ thông đến miền đất kho báu đại học xa xôi. Thời gian xuất phát bắt đầu từ tháng 7 2020 cho đến tháng 6 năm sau. Hành trình này có thể gặp phải nhiều địa hình nguy hiểm và những sự cố khó lường, yêu cầu các chiến binh cần đặc biệt chú ý. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, cuộc phiêu lưu sẽ tới vùng sa mạc kiến thức rộng lớn. Tại khu vực lớp 12, thường xuyên xuất hiện bão cát bất chợt làm hạn chế tầm nhìn, có xu hướng lan sang khu vực 10-11, diễn biến hết sức khó lường. Vì vậy, 2K3 nhớ đeo kính bảo hộ Pen-C, bí kíp ôn luyện toàn diện để an toàn đi xuyên qua vùng kiến thức rộng này, yên tâm vượt gió cát sa mạc và hát vang ca khúc Khải Hoàn. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, 2K3 cần băng qua rừng đề ảo giác. Trong khu rừng này có rất nhiều bẫy trắc nghiệm, quái vật đề ảo. Vực câu hỏi khó xuất hiện tại nhiều địa điểm không ngờ tới, dễ gây luyện đề tràn lan, đi lạc. Chưa kể đến việc có thể rừng đề minh họa khó 1, rừng đề thi thật khó 10. Vừa sức với giáo viên, còn chiến binh 2K3 làm bài trong nước mát. Đèn chiếu bẫy Pen Y giúp nhận diện mọi dạng bài sẽ xuất hiện, thành thạo phương pháp làm bài với kho đề chất lượng, bám sát mọi biến động của kỳ thi đại học. Sử dụng bảo kiếm bí kíp giải nhanh để tăng tốc làm bài, kết hợp với áo choàng phòng luyện để đảm bảo các chiến binh sẽ được vững vàng tâm lý, tránh mọi ảo giác từ kỳ thi. Chỉ còn 2 dặm cuối là tới kho báu Đỗ Đại học 2021. Tuy nhiên, đây cũng là nơi 2K3 phải đối mặt với đại hải trình hung dữ, núi lửa ngầm phun trào gây địa chấn, tạo ra những cơn sóng thần nuốt chửng thời gian. Rồi đến tam giác quỷ với 3 đỉnh ngăn bước mọi nhà thám hiểm đại tài. Một số các trường tổ chức thi riêng, khối lượng kiến thức cần ôn quá nhiều, Bác Bộ tự dừng quay xe khiến các chiến binh trở tay không kịp. Lúc này, các chiến binh 2K3 hãy trang bị ngay cho mình giày tốc độ Pen M, ôn thi chọn lọc giúp tăng tốc về đích, bắt chọn bí kíp giải nhanh, rút ngắn thời gian làm bài, tăng ít nhất 2 đến 3 điểm một môn, băng qua mọi chướng ngại vật, tiến thẳng đến kho báu Đỗ Đại học 2021. Các chiến binh chú ý combo kính bảo hộ Pen-C, đèn chiếu bẫy Pen Y, giày tốc độ Pen M đều có trong ba lô giải pháp Pen 2021. Đề nghị các chiến binh qua ngay học mãi để nhận hành trang trước khi bắt đầu cuộc truy tìm kho báu đại học. Có giải pháp Pen, chắc chắn 2K3 sẽ dễ dàng chiến thắng và giành được kho báu Đỗ Đại học 2021. Chúc 2K3 thành công!